có bạn là mẹ tốt ăn rồi xương gắt luôn nha, có nước trà rồi á, ngon nha các bạn. Mẹ có cảm thấy vô gì vậy hả mẹ? Chào mừng tất cả các bạn đã đến video tiếp theo của Hân nha. Thì các bạn ơi, hôm nay Hân và Nana sẽ làm một món chuối xanh ngào đường nha các bạn. Ok, các bạn nào thích video này thì hãy để cho Hân một like, một đăng ký nha các bạn. Hân sẽ làm chuối ở trong nhà trước, và Hân sẽ ra giường chiên và tẩm đường sau nha các bạn. Vậy ok, các bạn hãy tiếp tục theo dõi video của Hân nha. Các bạn ơi, mình đang ngâm chuối với nước lạnh á, cho nó không có mũi nha các bạn. Đây mình sẽ chuẩn bị một thau nước muối nha các bạn. Và mình sẽ nặn thêm một cái chanh nữa nha các bạn. Cho nó không có mũi nha các bạn. Mình sẽ lột chuối ra và bỏ chuối vô đây ngâm, rồi vớt ra mình sắc nha các bạn. Ok các bạn ơi, bây giờ mình sẽ lột chuối này ra nha. Mình lột ra và mình ngâm vào chanh, nước chanh muối nha các bạn. Cũng dễ lột lắm các bạn ơi. Ok các bạn ơi, nè các bạn thấy chuối của mình chưa, chờ ná xong rồi các bạn ơi. Mình bỏ vô nước chanh muối này mình ngâm tắm tươi nha các bạn. Mình rớt ra mình khỏi cần rửa lại nha các bạn. Các bạn rớt ra vậy nè, khỏi cần rửa lại, mình làm một cục tái thôi nha các bạn. Để này qua bên để Nana phát các bạn ơi. Đây bây giờ mình sẽ sắc nha các bạn. Mình sắc không mỏng quá mà cũng không quá dày nha các bạn. Trời ơi, chuối có mỏng các bạn ơi. Cỡ vậy là được nè các bạn. Không được dày quá mà cũng không mỏng quá vậy các bạn. Nè, quậy bế hộn cho Nana ăn ngon. Đây. Nè, nó thích ăn hộp các bạn ơi. Mê đây lắm. Giờ Hân sẽ bỏ chuối vô chiên nha. Dầu nóng rồi, bỏ cho nó rời ra nha các bạn. Đừng để nó dính lại. Ây da, nóng quá các bạn ơi. Đây các bạn ơi, các bạn thấy không, nó nhanh vàng ghê luôn các bạn. Bây giờ mình sẽ lấy mấy miếng vàng này ra nha, để một bên nha các bạn. Dầu văng quá các bạn ơi.
chơi các bạn ơi, khét rồi các bạn ơi. Nãy giờ mình quên coi nó. Vớt ra mấy cái vàng này ra nha các bạn. Vàng như vậy là được rồi nha các bạn. Bạn đừng có để vàng. What the fuck? Trời ơi. Trời gì? Sửa quá nhiều. Đây mọi người ơi, đây là mẻ cuối cùng của Hân rồi nè. Giờ Hân sẽ vớt cái này ra và Hân sẽ ngào đường nha các mọi người. Mọi người ơi, Hân mới rửa sơ cái chảo lại nha mọi người. Bây giờ Hân sẽ đổ một chén đường nha mọi người. Và nửa chén nước thôi nha mọi người. Nó nửa chén chứ cũng hơi đặc xíu nha. Đó. Đó. Đây mọi người ơi. Đường của mình đã tan rồi, cũng sôi bọt nhỏ đều hết rồi nha mọi người. Bây giờ mình sẽ đổ chuối vô nha. Chuối vô và mình xào cho tới khi nào nó khô nước và nó hết nước dưới nha các bạn. Nè các bạn ơi. Cái khúc cuối mà nó khô hết á thì mình sẽ để lửa riu riu nha mọi người. Mình quay cận cảnh cho các bạn xem đây. Ôi hấp dẫn chưa mọi người ơi, mọi người ơi. Vào ăn chuối rào đường cùng Hân nào. Mình thấy làm chả quý rồi đó. Ngon chưa các bạn? Chưa. Mọi người ơi, mọi người ơi. Giờ ăn đến rồi, giờ ăn đến rồi. Đây mọi người ơi, cuối cùng thì Hân cũng đã làm xong rồi nè mọi người. Mọi người thấy nhìn có ngon, có hấp dẫn không nè? Thơm phức luôn. Ê, y như bán luôn nha mọi người. Bây giờ Hân sẽ review nha. Nana lên review nè con. Đây, mình sẽ cho Nana một miếng review. Mình mời tất cả mọi người ăn với Hân nha. Nhìn là muốn thèm rồi mọi người ơi. Ngon nha mọi người. Ngon nha nha. Con cảm nghĩ nha mọi người biết gì nha. Ngon con. Ngon nha mọi người. Hồi đầu tiên mình làm cũng là đầu tiên mình làm thử luôn. Các bạn hãy làm thử đi, giòn lắm, ngọt, chuối thơm nữa, chuối nhà mình đó các bạn, chuối thơm ngon lắm, đường nó bám vô ăn ngọt nè, chuối thơm giòn. Đúng là tuyệt cơ mèo. Ngon quá. Mày á, các bạn mày tốt ăn rồi xuống gấp luôn nha. Uống nước trà rồi á, ngon lắm nha các bạn. Mày có cần phải vô gì vậy không em? Trời ơi, các bạn thấy vui vậy không? Ngon cái nỗi mà nó có phải giật cái miệng mình luôn á các bạn. Ngon lắm các bạn ơi. Các bạn ơi, các bạn ơi, mọi người ơi, mọi người ơi, vào xem ngon lắm nè. Mọi người thấy video của Hân hay, hãy để lại cho Hân một like ăn trước cho nha mọi người. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem video của Hân nha.
Rồi cái hơi ngon à. Rất là trời ơi, to ơi. Ngon. Bạn nào cũng ăn không? Con mướn rồi. Ngon. Hỏi luôn. Không hỏi, không hỏi, vậy hỏi, vậy ăn, vậy hỏi, vậy ăn mọi người ơi. Biết như vậy á, mình làm hớm à. Là hớm mình chia sẻ cho các bạn thêm mà. Để các bạn làm thêm mình ăn thịt của mẹ. Ngon. Thì ngon thịt cung á. Không phải mình làm mà mình nói ngon nha mọi người. Phải thôi. Để mình cho Nana ăn, mình quay cận cảnh cho các bạn xem nha. Đây. Nó dành ăn với mình hai miếng á mọi người. Các bạn nè, các bạn coi nó độn kìa. Thấy nó độn chưa? Thấy Nana độn chưa mọi người? Trời ơi, hai cái kìa, hai bên hông cái miệng nó kìa. Ồ, nó ăn kìa. Cỡ bạn ơi, các bạn ơi, mình quay máy quay vô nó mắc cỡ. Đừng có khóa nha Nana. Lên đây chơi. Lên đây chơi với mọi người nè. Mọi người rất là thích Nana. Thấy không? Chào mọi người đi. Ồ, nó độn kìa các bạn. Nó độn bây giờ nó đẩy lên nó ăn kìa các bạn ơi. Rớt ra luôn. What the fuck. Ai Nana? Ai con? Ăn rã rồi, ngán rồi. Độn hai bên họng rồi mọi người thấy không? Mọi người thấy nó độn hai bên họng không? Hân không ăn hết nổi đống này nha mọi người ơi. Tại vì cái này thì mình để uống nước trà thì được, chứ ngọt lắm. Hân không có ăn hết nổi nhiêu đây nha mọi người. Ăn hết nổi nhiêu đây là Hân răng luôn nha mọi người. Nếu các bạn thấy video của Hân hay, hãy để lại cho Hân một like, một đăng ký và nhớ chia sẻ video cho mọi người cùng xem nha. Hân chào tất cả mọi người. Hẹn mọi người video.